Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip trước á, mình đã hướng dẫn cho các bạn là xong cái phần danh mục nè, thêm sự xóa danh mục thể loại cũng như quốc gia ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ hiển thị nó ra, hiển thị nó ra ngoài cái trang phim của mình. Ở đây á, mình sẽ mở lại cái source code ha. Các bạn tắt những cái này đi. Web, các bạn để web với mình ha. Ở đây các bạn sẽ mở cho mình cái trang index nè. Trang index là cái trang chủ nè ha, nó sẽ điều khiển như cái trang của thằng trang chủ. Sau đó là các bạn mở lại cho mình cái layout ha. Rồi, đây là phần layout chứa CSS và JS của thằng trang chủ nè. Thì bây giờ các bạn kéo xuống nè. Ở đây nó có cái thằng phim mới là cái thằng danh mục đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hiển thị cái thằng danh mục. Các bạn quay lại index controller nè. Ở phần home đây đúng không? Các bạn sẽ sử dụng tất cả những cái app model để mình lấy ra ha, lấy được dữ liệu ra các bạn. App model. Rồi, category. Sau đó là 1 2 3 4 5, nhưng mình có 5 cái ha. Gender nè. Country. Rồi, còn hai cái nữa là movie nè, mình chưa làm ha, movie. Và episode là cái tập phim đó các bạn. Nên cái tập phim. Thì đây các bạn sẽ lấy ra cho mình là category nè. Các bạn cho là category O ha, category O. Lấy ra hết, hoặc các bạn có thể là order by nè. Order by mình sẽ sắp xếp theo ID ha. ID cái nào thêm trước thì nó sẽ lên trước, thêm sau nó sẽ lên trước ha. Rồi, ok. Rồi, sau đó là mình sẽ các bạn cho compact ở đây ha, compact. Gửi qua category. Category, rồi. Bây giờ mình gửi qua category danh mục, sau đó là thể loại và quốc gia ha. Rồi, ok. Các bạn cũng không bắt cái này ha, gửi cái biến qua chủ dữ liệu của nó qua ha. Entry qua. Rồi, ok. Bây giờ các bạn quay lại phần layout cho mình nè. Ở cái phần layout này, phần phim mới nè. Cái này cái phim thuộc năm mấy ha, thì bây giờ mình bỏ đi, tạm thời mình bỏ đi ha. Các bạn sẽ cho mình cái for each. Cat ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ end for each ở đây. Đó. Rồi. Tiếp tục các bạn copy cho mình những cái for each này để mình lấy ra được là thể loại nè ha. Thể loại. Rồi. Và Nam là cái này là thể loại là gender đúng không các bạn? Rồi sau đó là country. Thì những cái biến này mình đã gửi qua từ thằng index controller nè. Ha, coi như mình có dữ liệu rồi. Thì bây giờ mình sẽ đổi phim mới thì các bạn thay thành cho mình là cat sira gì các bạn. Title ha. Rồi. Title. Các bạn cho mình ở đây là title. Thay đổi cái này luôn ha, thay đổi cho thẻ A cho nó chuẩn sale của các bạn. Cái này các bạn đổi lại cho mình là gen nè. Rồi, còn cái này là đổi lại là con. Rồi, country ha, gọi là khác là con đi. Cow ha, cow T đi các bạn. Cow thì nó kỳ quá. Rồi, ở đây các bạn cũng bắt ra cho mình luôn. Cat. Các bạn cho mình là gen. Cũng title luôn kia nha các bạn. Rồi, cái này là con. Rồi. Mình sẽ copy ra bên đây. Đó. Rồi, count title copy qua bên đây luôn.
hết ra. Rồi, coi như là mình có dữ liệu nè ha, có dữ liệu nè. Bây giờ mình sẽ refresh thử ha. Đó, nó lấy ra cho mình là phim lẻ, phim bộ thuyết minh nè, chiếu rạp, phim mới, thể loại nè, quốc gia nè ha. À, thể loại quốc gia thì mình mới có hai cái thôi các bạn. Thì các bạn thêm dữ liệu vào cho mình ha. Đó, cho nó dày lên tí xíu giống như cái phim chùa TV của mình nè. Đó. Rồi. Bây giờ các bạn mở lại cho mình cái suột lên. Ở cái suột này bây giờ mình sẽ phần round cat nè. Bây giờ các bạn quay lại cho mình cái web.php nè, những cái round nè ha. Thì những cái round này á, bây giờ mình muốn hiển thị một cái ra ha, mình muốn hiển thị một cái ra. Đây, danh mục nè, để các bạn xịt cho mình cái. Các bạn ghi cho mình là cái slug. Cái slug này tạm thời mình chưa hướng dẫn bạn làm ha, mình sẽ hướng dẫn cho bạn trong cái clip này luôn. Để loại slug các bạn patch ra cho mình luôn ha. Rồi. Thì ở đây nó chứa thêm một cái shipment nữa ha, cái parameter nữa, một cái tham số nữa. Thì cái tham số này bây giờ nó sẽ nằm ở đây đúng không? Bây giờ mình sẽ để là slug nè. Rồi, slug. Slug thực chất ra là nó là cái, đây là các bạn danh mục, sau đó tới cái slug nè, là nó như thế này ha, như thế này. Thì mình muốn tạo slug này ha, các bạn muốn tạo slug này thì bây giờ các bạn sẽ quay lại cho mình cái trang chủ ha, cái trang chủ ở đây. Các bạn sẽ tạo cho mình, xin lỗi, các bạn quay lại cho mình cái database ha. Những cái này các bạn tạo cho mình một cái cấu trúc nữa. Cái cấu trúc này là slug đi. Rồi, nó là kiểu va chat ha, các bạn cho 255 đi. Rồi, tương tự với country cũng vậy ha. Rồi, và một cái nữa là cái generous, là cái thể loại ha, cũng tạo cho mình một cái slug luôn. Rồi, thì slug này bây giờ á, các bạn quay lại cho mình ba cái form này, category nè. Các bạn mở lên ha, mình để mình thêm những cái trường cho nó, những cái trường slug cho nó ha. Thì bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình nè, ở cái phần title nè, nằm dưới title nè, các bạn tạo cho mình path ra ha. Slug. Rồi. Test này các bạn đổi thành slug cho mình luôn ha. Nếu set category suy ra slug nè. Rồi, nhập vào dữ liệu nè. Cái này title thì các bạn đổi thành slug cho mình. Rồi, sau đó các bạn copy cho mình cái thằng tạm thời mình làm cái thằng category trước đi ha. Rồi, sau khi category thành công rồi thì hai cái thằng này, thằng country với thằng thể loại nó giống y chang nhau, cho nên mình có quyền mình copy từ thằng này qua ha. Thì cái slug bây giờ mình mục tiêu của mình á, nè, danh mục phim nè. Đây slug nè, mục tiêu của mình là bây giờ ví dụ như mình nhập vào là phim phim chiếu rạp đi. À, phim chiếu rạp. Rồi, mình sẽ dùng JavaScript để mình tự động, nó sẽ tự động nó chịu là phim chiếu rạp này cho mình ha, nó sẽ tự động nó xuất ra như thế này cho mình. Thay vì mình đánh ha, thay vì mình đánh vào. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ, mình sẽ share cho các bạn một cái đoạn script ha, cái đoạn script. Đây, thì đây là cái đoạn script của cái web phim của mình. Change to slug nè, nó sẽ lấy dữ liệu slug nè. Bằng cái gì? Bằng cái ID là slug đúng không? Sau đó là nó chuyển tất cả chữ hoa thành chữ thường hết nè. To lowercase có nghĩa là chuyển tất cả những chữ hoa thành chữ thường hết. Rồi bắt đầu nó thay thế những cái chữ A nè, E nè thành gì? Thành không dấu hết các bạn ha. Nó sẽ chuyển thành không dấu hết. Mục tiêu của mình là thành không dấu hết ha. Từ có dấu nè, nó sẽ chuyển thành không dấu nè. Sau đó nó sẽ những cái ký hiệu đặc biệt nè, thì nó sẽ là rỗng các bạn. Những ký hiệu đặc biệt thì nó chuyển thành rỗng. Rồi sau đó là gì? Tất cả nó đều chuyển thành dấu xịt hết nè. Ha, dấu xịt hết nè. Đó. Rồi nói chung là nó chuyển đổi các bạn, nó chuyển đổi rồi nó sẽ ra được. Nó sẽ trả về dữ liệu cho cái nơi mà mang cái ID là convert slug ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ copy cái đoạn script này. Mình sẽ share cho bạn cái đoạn script này luôn ha, các bạn đừng lo ha. Mình sẽ share cho bạn cái đoạn script này luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt cái đoạn script này, mình bắt vào đây ha, mình bắt dưới cái đoạn. Cái app này là của thằng admin nha các bạn ha, các bạn nhớ nha. Rồi, slug nè. Slug nè.
Các bạn sẽ quay lại cái form category cho mình nè. Ở cái phần title này mình muốn chuyển đổi cái phần title này ha. Thì mình sẽ lấy cái dữ liệu ID của nó là gì các bạn? Của nó là slug ha, ID của nó là slug. Đó, lấy dữ liệu dựa vào cái ID ha, slug ví dụ như phim chiếu rạp thì nó sẽ lấy được là phim chiếu rạp nè, chấm value nè. Sau đó thông qua những cái quá trình biến đổi nè và nó sẽ trả về cái nơi mà mang ID là convert slug ha, convert là chuyển đổi ha, slug. Rồi mình muốn cái ID nó sẽ nằm ở đây ha các bạn. Đây, cái ID nó sẽ nằm ở đây ha, con là slug. Rồi, nhưng mà ở đây á, ở đây các bạn ghi cho mình một cái hàm nữa. Các bạn phải cho mình cái hàm nữa. Các bạn ghi cho mình là on key up. On key up. Thì cái hàm đó là on key up có nghĩa là nhập bất kỳ một cái gì khi các bạn nhập từ bàn phím á, từ bất kỳ cái gì, từ bất kỳ cái nút mà các bạn bấm từ bàn phím á thì gọi là on key up ha. Thì nó sẽ trả về cái hàm là gì các bạn? Nó trả về cái hàm này là hàm change to slug ha, và ghi cái hàm vô đó, thế thì được như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn ra các bạn refresh lại thử nè, bây giờ mình list một hàm nè, đó thì đây nó cũng có rồi các bạn ha. Ví dụ như mình đã làm phim chiếu rạp rồi nó sẽ được như thế này ha. Ví dụ như các bạn nhập mình cũng dùng gì, mình cũng dùng cái trên slug cho cái phim luôn ha. Ví dụ như các bạn phim điệp viên 007 này đi. Rồi các bạn copy như thế này nè. Thì khi cái chuyển qua slug phim nó sẽ được như thế này nè các bạn. Ha, nó sẽ tự động nó chuyển cho mình luôn. No time to die. Ha. Đó. Búp bê ma ám nè, ví dụ vậy. Thì nó cũng tự động nó chuyển cho mình luôn các bạn. Ha. Đó, rất là tiện thay vì các bạn đánh ha. Nếu các bạn đánh thì các bạn cũng có thể là như bê mám quỷ dữ rồi các bạn xịt 2021 cũng được nữa ha. Còn 2022 đó là khi các bạn đánh ha, còn đang nó chuyển từ cái title thành cái slug ha. Đó cái nếu mà các bạn không dùng hàm thì các bạn đánh thì các bạn có thể là tự mình tùy chỉnh custom cho cái tiêu đề slug này cũng được ha. Đó, còn cái cách này thì nó nhanh hơn. Đó. Thì các bạn dùng cách nào cũng được ha. Rồi ví dụ như mình là phim chiếu rạp đúng không, chiếu rạp mới nhất đi. Rồi ví dụ vậy ha, mình thêm dữ liệu đây. Cái trường slug chưa có nè, thì tại vì mình có slug nhưng mà cái controller mình chưa có. Rồi bây giờ các bạn copy cho mình ha, xin ra cho mình cái slug này. Đó, các bạn copy luôn xuống cái phần update cho mình ha, slug luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thêm lại thử ha, quay lại nè, các bạn thêm dữ liệu cho mình nè, đó thì nó hiển thị ra như vậy, phim chiếu rạp nè. Đó thì ở đây các bạn sẽ cho mình mình cái category nè, ở đây mình sẽ cho thêm đoạn slug nữa ha. Thời ở đây các bạn sẽ cho mình bằng slug luôn. Slug đây ha. Thì cái này các bạn có thể là sửa lại nè. Đây các bạn dấu cách ra một cái ha. Những cái này thì các bạn sửa lại bằng cách là các bạn dấu lít vào cách ra một cái thì nó tự động ha. Tại nó nhận cái sự kiện là on key up ha. Đó. Đây khi click vào nè, cách ra một cái đó, để nó nhận cái sự kiện click vào cái bàn phím ha, mình đánh vào cái bàn phím của mình đó. Đó các bạn sửa lại nó cũng tương tự với những cái như là form của thằng country ha, thì đã từng category nè, các bạn copy qua cho mình cái này ha. Đó, copy qua cho mình cái slug nè, ở đây mình copy qua cái slug nè. Rồi các bạn đổi ID của từng cái này là slug nè ha. Rồi bên country cũng vậy luôn, các bạn đổi ID của này qua slug luôn. Đó rồi sau khi xong á, thì các bạn mở cho mình cái những cái controller cái controller lên là cái controller category nè, general ha, để mình lấy cái dữ liệu nó vào ha, thêm cái dữ liệu vào là slug ha. Rồi Đức.
Rồi tiếp tục là country. Đó, rồi sau khi xong á thì các bạn quay lại thử cái thằng thể loại coi. Ha, thể loại ví dụ các bạn nhập vào là phim tâm lý hành động đi. À, đây nó chưa có biến chuyển dữ liệu nè. Bây giờ mình sẽ xem lại ha. Thằng gender nè. À, cái này các bạn copy xong các bạn phải sửa lại những cái biến này nữa các bạn. Biến này nữa ha. Entry. Rồi. Mình sẽ paste lại nè. Hành động. À, mình thiếu ở đây nữa là mình copy cái hàm các bạn. Quên mất, còn copy cái hàm này nữa ha. À, các bạn copy cái hàm này qua cho mình. Quên cái hàm này luôn ha. Cái sự kiện bắt cái hàm đó ha. Rồi bây giờ các bạn refresh lại. Country. À quên mất cái hàm nằm dưới ha các bạn. Ừ. Vậy là chết rồi. Đây cái này. Rồi ok, bây giờ mình thử lại ha. Bạn bát vào trong cái mặt vuông này ha. Hồi nãy mình bát ngoài cái mặt vuông nên nó bị lỗi này. Đây. Hành động. Rồi, thêm dữ liệu nè. Đó. Thể loại thử xem. Đó, thể loại cũng được luôn ha các bạn. Phim. À, quốc gia chứ. Quốc gia là phim Mỹ. Đó cũng được luôn ha. Rồi. À, sau đó các bạn có thể là copy từ cái thằng country, từ cái thằng form ha. Form dưới đây các bạn ghi cho mình. Hiển thị ra là slug nè. Rồi ha. Sau đó tới thằng gender cũng vậy ha các bạn.